Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, Diệp Phàm cùng đồng đội tiêu diệt phần lớn kẻ địch trong trận chiến đẫm máu. Anh tìm thấy và giết chết thánh tử Vạn Sơ đang giả chết, mặc dù âm dương thánh kiếm bị hủy trong quá trình này. Diệp Phàm thu phục thiên yêu huyết hạp và tiêu diệt nguyên thần của thánh tử Vạn Sơ. Chiến thắng này gây chấn động lớn và Diệp Phàm tiếp tục tìm kiếm các đối thủ khác. Chuyển sang tập 264 của Già Thiên. Sau nửa đêm mây đen dày đặc tan hết, ánh sao như nước rải xuống. Trong cổ thành một mảnh yên lặng. Nhưng trong thành lại cũng không yên lành, mùi máu tanh ngập ngụa, khí tức tử vong dày đặc tràn ngập, giống như có một tu la tràn phủ xuống thế gian. Vô thủy sát trận hóa thành cái thất lớn biến mất, mặt đất dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng là một tầng máu nhầy thật dày, còn có một ít bột phấn xương cốt trắng xóa. Đây là một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Vụn xương trắng cùng thịt nát hỗn hợp cùng một chỗ, phàm là tận mắt chứng kiến ai cùng rợn tóc tấy đây là một luyện ngục nhân gian sờ sờ trước mắt. Trừ Khương Hoài An ra tất cả mọi người đều chết hết, không ai có thể chạy thoát. Đây là uy lực của trận văn đại đế viễn cổ, chi vẹn vẹn là một góc không trọn vẹn mà thôi lại chém hết mọi người. Diệp Phàm đứng trong cổ trận sát phạt, cũng không nhìn thấy Diêu Hy cùng đại diễn thánh tử hạng nhất phi. Bọn họ tuyệt đối cùng vì hắn mà tới nhưng lại không tiến vào trận. Hắn nhìn phía bầu trời đêm, cảm ứng không tới một dòng khí cơ. Người chưa vào trận đều bị dọa chạy hết, khiếp sợ oai của vô thủy sát trận, không ai dám ở lại. Thật lâu sau phía bóng người thấp thoáng phía cuối chán trời. Có người xuất hiện từ xa quan sát nơi này, ai cùng lộ vẻ sợ hãi, lạnh từ đầu đến chán. Sau nửa đêm, ánh trăng dịu dàng nhưng cả tòa cổ thành lại áp lực vô cùng, không một tiếng động, không ai ra vào vào lúc này. Diệp Phàm thả ra một ngọn lửa lớn, vụn xương cùng máu nhầy thiêu đốt, kêu tí tách trong ánh lửa, cuối cùng hóa thành tro tàn, thiêu đốt sạch sẽ. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, cảm nhận được một loại nguy cơ nhưng lại không phát hiện gì. Chẳng lẽ có nhân vật cấp thánh chủ tới, hoặc là nhân vật khủng bố của sát thủ thần triều viễn cổ đang nhìn trộm. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh. Chúng ta rời khỏi nơi này. Đám người ngô trung thiên, Khương Hoài Nhân cũng không muốn ở lâu. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm cơn lốc, vẫn nên sớm rời đi là hơn. Hắc Hoàng vẽ trận văn, rồi sau đó xóa đi vô thủy sát trận. Hào quang chợt lóe, bọn họ vượt qua hư không biến mất. Ngày hôm sau, tin tức truyền ra gây nên sóng lớn ngập trời. Lần này ở Yên Vân Cổ Thành, người đến xâm phạm tử thương vô số, cũng không biết có bao nhiêu người đã vứt bỏ tính mạng, thi thể ngã xuống một đống lại một đống. Trong đó có năm vị nửa bước đại năng, đều là bá chủ một phương. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, diễn biến ra đạo của bản thân, chính là nhân vật sánh vai cùng các vị thánh chủ. Đáng tiếc lại chết ở đây. Cái gì? Nửa bước đại năng đều ngã xuống. Đám người dịp phàm kia tu vi tới cảnh giới gì rồi, làm sao lại có thủ đoạn như vậy? Chuyện này là thật sao? Đại cao thủ hóa long bí cảnh giống như cô dạy bị người cắt một bó lại một bó, chết vô số kể. Hết thảy đều là thật. Đêm qua ta tận mắt nhìn thấy, đó thật đúng là luyện ngục nhân gian. Mạng người rè hơn cây cỏ, mặt người cường đại tới cỡ nào đi chăng nữa cũng không ngăn được mục kích của sát trận. Chọc thủng trời rồi. Nhân vật hóa long bí cảnh chết thành từng đống, tuy rằng ẩn giấu chán thân nhưng không cần nghĩ cũng biết là người của các đại giáo. Thủ đoạn thật đáng sợ, một trận hủy diệt toàn bộ mọi người. Người này khiến người ta sợ hãi. Trận chiến đêm màu máu gây nên một hồi chấn động rất lớn, không ai nghĩ đến Diệp Phàm lại có thủ đoạn như vậy, dám diệt tất cả cường giả. Mọi người ai cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Sắc trời sáng rõ, Diệp Phàm đưa tiểu bé từ trong ngọc tịnh binh thả ra. Trận chiến đêm qua quá mức tanh máu, hắn không để cô bé nhìn thấy. Bạn đang nghe kể chuyện tại kênh Youtube Đô năm phút review. Lúc này bọn họ đang ở trong một vùng ốc đảo, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Không cần nghĩ cũng biết bên ngoài khẳng định nháo ngất trời. Liễu khấu sách theo một người, nặng nề ném xuống đất nói. xử trí hắn như thế nào? Đây là tù binh duy nhất sống sót trong sát trận. Khương Hoài an lòng đầy sợ hãi. Thân là đại cao thủ hóa long biến thứ 8, Luân Hải bị một tên bán phế, thần lực khô héo, hắn không còn hy vọng gì. Các, các ngươi muốn thế nào? Thanh âm hắn run rẩy, chết tử tế không bằng vẫn còn sống, Hắn không muốn chết. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Diệp Phàm liếc hắn một cái. Khi đi ngang qua một thôn nhỏ, Diệp Phàm ngừng lại, dạo qua một vòng quanh một ao cá nói, "Nơi đây rất thích hợp cho ngươi dưỡng lão." Khuôn mặt Khương Hoài An lập tức tái nhật. Hắn phát hiện một cái hầm cầu ở trước ao cá, nghĩ tới lời Diệp Phàm từng nói, tâm tình muốn chết đều có. Diệp Phàm ném hắn ra ngoài giống như ném lao, tẩm một cái bán lên một chùm bọc nước thật lớn, mùi tanh ngập trời. Quẹ Khương Hoài An ngay mật cùng sắp quẹ cả ra, gây tẩm thiếu chút nữa chết ngất đi, hét lớn, các ngươi. Không thể như vậy. Diệp Phạm nghĩ một lát nói, ngươi Luân Hải đã phế nhưng đạo cung vẫn còn, ít nhất có thể sống một hai trăm năm. Như vậy đi, ta cũng không muốn ngươi chết đi, vậy trấn áp một trăm năm được rồi. Không nên. Cứu mạng. Khương Hoài An kêu to, hận không thể một trưởng tác chết chính mình. Trêu chọc đám người này làm chi, ngay cả chủ ý vô liêm sĩ như vậy đều nghĩ ra được. Diệp Phạm không thèm để ý tới, mười ngón tay bắn ra từng chùm tia sáng, phong hắn ở dưới đáy cùng của hầm cầu rồi sau đó lại tước một khối bia đá đè vào. Cuối cùng coi như xả được cơn giận. Lúc ở Khương Tộc, mấy tên kia quá không phải thứ gì tốt lành, nên trấn áp như thế. Lý Hắc Thủy cười ha ha. Hẳn là đem Khương giật thần bác lấy, tiểu tử này chọc người ta hận nhất, không đưa hắn trấn áp thật sự xin lỗi chính chúng ta. Liễu khấu cơn giận khó tiêu. Liên tiếp mấy ngày phong ba chưa yên, càng ngày càng quyết liệt đã chết nhiều người như vậy, có tán tu cường đại còn có cao thủ của thánh địa, trở thành tiêu điểm cho mọi người nghị luận. Các ngươi biết không, tử phủ thánh tử đã chết, bị một kiếm của Diệp Phàm bổ chết tươi. Cái gì, điều đó không có khả năng chứ? Cùng quá kinh người. Thật 100%. Tuy nhiên không có ai lại vạch từng mà thôi. Đêm đó người đi tập sát Diệp Phàm trong đó có vị thánh tử này, đáng tiếc bị coi làm người qua đường giáp chém chết. Trời ạ, à, đây chính là một tin tức kinh người. Tử phủ thánh địa sẽ để yên sao, chủ nhân tương lai cứ như vậy bị người ta tiêu diệt. Tử phủ thánh tử thay đổi dung mạo đi tập sát thánh thể, kết quả đem chính mình đáp vào, trách ai được. Cho dù thánh địa cường đại cùng căn bản không có biện pháp giống trống khu chiên đi trả thù. Những năm gần đây đông hoang lần đầu tiên có thánh tử diệt vong, tự nhiên gây ra một đợt sóng lớn, đường lớn ngồ nhỏ đều đang nghị luận. Mọi người biết thời đại chư vương cùng ưu ổ y vậy tất sẽ có đại chiến liên tục. Nhân vật cấp thánh tử ngã xuống đã không thể tánh, chỉ là không biết ai có thể độc tôn ngạo thị cùng thế hệ thánh thể thật cường đại chém thánh tử của trung châu lại chém thánh tử đông hoang không ngừng mở ra tiền lệ đánh đâu tháng đó dùng sát trận kinh thế đồ sát nhiều cường giả như vậy rồi sau đó lại tự tay đem một vị thánh tử làm như người qua đường giáp chém đây tuyệt đối là cố ý mọi người đều nghị luận tất cả đều đào mốc nội tin quả nhiên sau đó không lâu một tin tức khiến người ta giật minh truyền ra vạn sơ thánh tử cùng đã chết trong một đêm chết hai vị thánh tử mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một tử phủ thánh tử cũng không phải đã hết, còn có một vạn sơ thánh tử, khiến vô số tu sĩ ngẩn người. Thật sự là ngất trời rồi. Hai vị thánh tử, lại lại đều đã chết. Thời đại đại chiến liên tục đã tới. Đông hoang chấn động. Trận chiến đêm màu máu còn kinh người hơn so với sự tưởng tượng của mọi người. Bất kể như thế nào bọn họ đều không nghĩ tới dịp phàm lại giết liền hai vị thánh tử. Đây là đại địch của các thánh tử, thánh thể xuất phát sau mà lên trước, không giống như tự chém chẳng lẽ vương thần y nói dối sao rất nhiều người đều đang nghị luận nửa tháng sau liễu khấu cực kỳ hưng phấn bay trở về cười ha ha nói ta phát động một ít nhân mạch quả thật có tác dụng rồi liễu khấu mang đến một tin tức khương dật thần sắp ra ngoài sẽ đi tham gia sự kiện giao trì đây chính là cơ hội tốt để bắt hắn có thể xác định sao ngô trung thiên hỏi tôn không cho người truyền tin tức chắc là sẽ không sai Tôn Khôn là cháu của đại khấu thứ 10 Tôn Thiên Vân, cùng là hậu nhân của đại khẩu, cùng bọn họ giao tình rất sâu. Mấy người không nói hai lời, vượt qua hư không đi về giao trì thánh địa. Đương nhiên cũng không phải thật sự tiến vào mà là chờ đợi ở bên ngoài. Giao trì tịnh thổ chim hót hương hoa, cảnh sắc như thơ như tranh, từ xa nhìn lại dường như đi tới nơi của tiên. Tiểu tử này quả nhiên tới rồi. Chờ mấy ngày, bọn Diệp Phàm nhìn thấy Khương Dật Thần đi cùng với một trung niên áo tím. Trung niên áo tím khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ như thiên đế giáng trần rất là bất phàm chính là thập tam gia tổ cực kỳ cường thế của khương tộc vị lão thập tam trong truyền thuyết này chúng ta không thể trêu vào đại hắc cẩu lẩm bẩm người này không chi pháp lực ngập trời còn nắm giữ một góc trận văn của hàng vũ đại đế nếu như bị hắn tập trung mấy người nhất định lành ít giữ nhiều Người tin tưởng bẫy rập không gian đã bố trí có hiệu quả chúng ta đang nhổ răng trong miệng hồ lý hắc thủy nói đây là bí pháp trước thời thái cổ ta không tin hắn cẩn thận như vậy mỗi một bước đều che chở khương giật thần đại hắc cẩu nói vị thập tam gia tổ này cực kỳ cường thế phi thường tự phụ hắn khẳng định sẽ không nghĩ tới có người dám cướp người trước mắt hắn đây là kết luận mấy người căn cứ tính cách của hắn mà cho ra quả thật nghiên cứu một phen tốt lam tiến vào khu vực kia rồi hắc hoàng động thủ diệp phàm thúc giục đại hắc cẩu phát động trận văn không gian xa xa mơ hồ Khương giật thần lập tức lọc vào, cả kinh hét một tiếng. Hừ. Thập tam gia tổ hừ lạnh một tiếng, thò tay chọc tới phía trước. Nhưng không gian mơ hồ chợt lóe, xuất hiện một vùng hắc động, bóng dáng khương giật thần liên tục xuyên qua ở bên trong. Bảy rập không gian liên hoàng. Thập tam gia tổ cả kinh, rất nhanh khát trận văn trong hư không, muốn bằng vào tiên thiên văn lạc thâm ảo nhất cố định vùng hư không này. Chậm rồi. Bản hoàng trừ sở tu vi của ngươi ra, trình độ đạo văn mạnh hơn xa ngươi đại hắc cẩu âm thầm nghe răng. Ảm, tất cả hắc động đều biến mất, hư không không gợn sóng, khôi phục bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra cái gì. Chúng ta cùng đi. Bọn Diệp Phàm rất nhanh xuyên qua hư không, trong nháy mắt mất dạng. Thập Tam gia tổ phản ứng nhanh chóng. Khoảnh khắc Khương Dật thần biến mất lập tức tập trung phương vị bọn Diệp Phàm. Hắn thép dài một tiếng, nháy mắt tới nơi. Nhưng khi hắn đuổi tới hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, ngay cả địch nhân là ai cũng không nhìn thấy. Giỏi, giỏi, giỏi dám cướp người từ trong tay ta, thật sự là ăn mật thần nhân. Hắn đứng yên tại chỗ hồi lâu, yên lặng thôi diễn cái gì. Ngoài mười mấy vạn dặm, đại hắc cẩu gào một tiếng thật dài, xuất hiện ở trong một vùng hoang mạc, nói, thủ đoạn của ta, ngươi cũng muốn thôi diễn ra sao, cứ việc thử đi. Các ngươi, trên một tế đàn ở phía trước, bóng dáng khương giật thần hiện lên. Hắn bị bẫy rập không gian kéo tới nơi này, vây trên đài cao màu máu. Cháu trai, chúng ta lại gặp mặt. Khương Hoài Nhân không có ý tốt tiêu sái đi qua. Tiểu tử à, chúng ta rất là nhớ ngươi. Lý Hắc Thủy không ngừng hoạt động gán cốt, cười hắc hắc. Khương giật thần hối hận ruột đều xanh, vì sao muốn đi giao trì, hiện giờ bị mấy người ngăn chặn. Không có gì tệ hơn so với chuyện này, hắn thật sự muốn đâm đầu mà chết. Cháu trai, nhìn thấy tiểu thúc thúc sao không nói gì. Khương Hoài Nhân cười hỏi. Không phải ngươi muốn xử lý chúng ta sao? Lúc ở Khương Tộc, hô gió gọi mưa, uy phong cỡ nào? hiện tại tiếp tục đi lý hắc thủy ha ha cười tiểu tử này đưa cho bổn hoàng làm nhân sủng cũng không cần ta muốn chọn một tuyệt đại thánh nữ ở sự kiện giao trì hắc hoàng ở bên cạnh bình phẩm từ đầu đến chân lần trước ta từng trấn áp ngươi một lần cuối cùng đem ngươi thả ra ngươi thật là không biết khôn ra cho rằng có một vị gia gia tuyệt đỉnh đại năng có một gia tộc cường đại là không chỗ nào kiên kỵ sao trên mặt diệp phàm mang theo ý cười trên tế đàn màu máu khương giật thần sắc mặt trắng bệch lần này thật sự là sợ rồi, rơi vào trong tay mấy tên ác ma này, hắn đang cân nhắc xem có nên tự sát trước hay không. Các ngươi, muốn như thế nào? Hắn run run nói. Hắn cho rằng mấy người này muốn tế sống hắn, bằng không vì sao lại trói ở trên tòa huyết tế thai này. Cháu trai, nhìn ngươi không chút tiền đồ, nói chuyện cũng không lưu loát. Không sao, có thúc thúc tại đây, sẽ không có ai giết ngươi. Khương Hoài Nhân cười thật sáng lạng. Tiểu thúc thúc, ta sai rồi, các ngươi tha cho ta đi. Khương giật thần trong lòng sợ hãi, cắn răng cúi đầu chịu thua. Cái gì, ta không nghe rõ. Khương Hoài Nhân ngoáy tai, lớn tiếng hỏi. Tiểu thúc thúc, người tha cho ta đi. Khương giật thần đề cao thanh âm, sắc mặt hơi chút ửng đỏ. Đối phương tuổi sắp xỉ hắn, xưng hô như vậy khiến hắn ngượng muốn chết. Cháu trai thật ngoan, lần này không muốn giết thúc thúc, cũng không chửi thúc thúc là loại gì nữa sao? Khương Hoài Nhân cười hỏi. Chúng ta đều là huynh đệ của Khương Hoài Nhân, Cháu trai ngươi có phải cũng muốn gọi một tiếng dễ nghe hay không?" Liễu Khấu hỏi. Trong mắt Khương Dật Thần lộ ra một luồng hung quang nhưng rất nhanh liền giấu đi. Hắn nói, "Các vị, các vị muốn như thế nào cứ nói thẳng đi. Cháu trai đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là muốn tìm ngươi ôn chuyện cũ." Lý Hắc Thủy cười nói. Khương Dật Thần trong lòng khó chịu, nói, "Chỉ cần các ngươi thả ta ra, gia gia ta sẽ cho các ngươi đủ nguyên, muốn binh khí cấp thánh chủ cũng không thành vấn đề." Khương tộc các ngươi vào thời viễn cổ cùng ra một ít thánh nhân, chung trong nghĩa ương các ngươi quá làng phí. Hắc hoàng công phu sư tử ngoạm nói, ta không cần thi thể hàng vũ đại đế, nhưng cấp một bộ thi cốt thánh nhân hẳn là không thành vấn đề chứ. Khương giật thần thần sắc cứng đờ. Một con chó còn có yêu cầu như vậy, vậy điều kiện của mấy tên ác ma kia chẳng phải sẽ càng hà khắc. Đương nhiên hắn không biết con chó này mới là tham lam nhất. Khương hoài nhân liếc xéo đại hắc cẩu một cái. Thánh nhân viễn cổ của khương tộc khẳng định cùng là tổ tông của hắn, tự nhiên sẽ không mặc nó làm càng. Diệp Phàm nghĩ một lát, tiến lên nói, thần thể khương tộc các ngươi rốt cục là ai? Đúng vậy. Đông Hoang một lần xuất hiện hai thần vương thể, đây là chuyện nhiều năm chưa từng có. Hắn rốt cục là ai, nam hay là nữ? Ngô Trung Thiên cũng rất muốn biết đáp án. Sẽ không phải là tên Khương Giật Phi kia chứ. Ta Thủy chung cảm thấy thực lực hắn sâu không lường được. Liễu Khấu nói. Ta cũng không biết hắn là ai. Khương Giật thần đáp. Đen lúc này rồi còn cứng miệng. vả hắn, đánh cho hắn phục mới thôi. Ra vấn đề gì, người làm thúc thúc ta đây chịu trách nhiệm. Khương Hoài Nhân nói. Các ngươi. Không nên. Khương giật thần kêu lên. Bốt. Bốt. Lý Hắc Thủy, liễu khấu không ai là người nhân từ nương tay. Đối phó với truyền nhân Khương Tộc từng muốn giết chết bọn họ tự nhiên sẽ không lưu tin. Tiếng bạc tai vang dội. Khương giật thần ánh mắt hung ác nham hiểm trong lòng có sát ý vô tận nhưng trước mắt lại chỉ có thể nhịn không dám ương ngạnh hắn nói hắn rất thần bí chỉ biết là người dòng tộc gia chủ nói hưu nói vượng khương hoài nhân thưởng hắn một bạt tai nói máu của thần vương lưu truyền trong dòng tộc chúng ta làm sao chạy đến dòng của gia chủ ngay cả chuyện này cũng muốn lừa ta ta không nói sai đây là sự thật trong gia tộc có lời đồn thần thể kia là gia chủ từ bên ngoài ôm về nuôi cũng không phải người của khương tộc ta Khương Dật thần kêu lên, không muốn ăn vả. Cái gì? Không ngờ lại ông về nuôi một người thần thể. Mấy người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng Khương Dật thần bất kể cầu xin hay là mắng to đều không tác dụng, mấy người quyết định trấn áp hắn. Nếu trấn áp một ngàn năm, tiểu tử này ngay cả xương cốt trạng ba cũng không còn, vậy trấn áp hắn 500 năm đi. Hắc Hoàng nói, đôi móng vuốt lớn vung loạn, móc ra các loại bảo bối. Các ngươi không thể làm vậy với ta, lúc này cương giật thần ngay cả tâm tình muốn chết đều có. Hắn không nghĩ tới mấy người thật sự muốn trấn áp hắn vào trong hầm cầu. Con bà nó, kêu gào cái gì? Đại bá ngươi đã dưỡng lão trước một bước, hiện tại mới đến lượt ngươi mà thôi. Lý Hắc Thủy đạp hắn một cước. Tổng cương giật thần rơi vào trong hầm cầu, người đầy vết bẩn, lập tức kêu thảm thiết. Cũng không có thương thế gì nhưng kêu như xé nát tim gan, gân xanh nổi đầy trên trán. Ngươi thật đúng là đóa hoa trong nhà ấm năm đó tổ tiên ngươi hàng vụ đại đế dám đi thái sơ cấm địa đúc thánh ló tiêu diệt nhân vật vô thượng có thể so với đại đế ngươi chẳng qua là rơi vào hầm cầu mà thôi có là gì chứ nếu thật sự rơi vào cổ quán thái sơ ngươi còn không trực tiếp bị hù chết hắc hoàng đứng thẳng người quở trách rõ ràng là đứng nói không đau thắt lưng dùng để hình dung một người không biết thông cảm cho hoàn cảnh người khác chi thích nói mắt ngươi nhảy vào thử xem khương giật thần giận sắp điên lên thiếu chút nữa vẹ cả dạ dày ra chửi ầm lên đừng nhiều lời với hắn, mau trấn áp. Liễu Khấu nói. Diệp Phàm cướp một tấm bia đá ném vào trong hầm cầu nói, ngươi ở đây tu luyện cho tốt, nếu 500 năm có thể còn sống đi ra, sẽ tu thành chính quả. Ta thành quỷ cùng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khương giật thần kêu to nhưng lại bị tấm bia đá thoáng cái đập xuống, bị trấn phong dưới đáy hầm cầu. Tiểu tử này sẽ không bị tức chết chứ. Có thể sống qua 500 năm sao? Nơi này không có linh khí gì a? À? Nghĩ xa như vậy làm gì, loại người này đáng bị trấn áp trong hầm cầu. Hay là chúng ta làm một cái tàn bảo đồ, chia thành mấy mảnh ném ra ngoài, có lẽ 80, 100 năm sau sẽ có người tiêm đến nơi này. Quá âm hiểm. Mấy người vừa nghị luận vừa đi xa. Đáng tiếc cho Khương Dật Thần bắt đầu năm tháng chịu hình dài dòng, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn lại ánh mặt trời. Một đường đi xa, Diệp Phàm muốn khoái đục hồ nước, làm cho tình thế càng thêm hỗn loạn, ở một cổ trấn rách nát tim đến ấn ký cổ xưa của nhân thế gian, để lại thần nguyên mời bọn họ ra tay giết người nửa tháng sau một tin tức truyền ra đệ nhất truyền nhân kim xích tiêu của hoàng kim gia tộc ở bắc nguyên bị người ám sát thân bị trọng thương tiểu tử này tu vi dọa người ngay cả hạt giống vương giả của nhân thế gian đều thất thủ bọn người lý hắc thủy giật mình trong cơ thể có chảy máu hoàng kim của vương thái cổ làm sao có thể bình thường chứ tuyệt đối là thực lực khủng bố đại hắc cẩu nói dịp phàm gật đầu đêm đại chiến đổ máu kia một thần chi trong đạo cung kim xích tiêu hóa ra, tuyệt đối không yếu hơn các thánh tử, có thể nghĩ là biết sự cường đại của bản thể. Lúc này bọn họ đang ở trong một vùng ốc đảo, phạm vi tới 8.000 dặm sinh cơ bừng bừng. Khắp nơi đều là dãy núi nguyên thủy, như rồng ráng cùng tồn tại, phi thường yên binh. Tương truyền lão bất tử ở trong vùng ốc đảo này, tuyệt đối không ai dám tới nơi này gây chuyện. Ngô Trung Thiên nói, lão bất tử là một truyền kỳ, là đệ nhất đại khấu của Bắc Vực, không ai biết hình dáng hắn càng không biết hắn rốt cuộc sống bao nhiêu năm tháng, các thánh địa đều kiên kỵ. Đại ca ca, ẩn sĩ là gì? Tiểu bé hỏi. Chúng ta sắp làm ẩn sĩ. Diệp Phàm cười sờ đầu cô bé. Hắn bố trí sát trận tuyệt thế, trong một đêm máu chảy thành sông, tiêu diệt nhiều cao thủ như vậy không có khả năng đi lại nữa. Phải ẩn bao nhiêu năm? Lý Hắc Thủy hỏi hắn. Đại khái tới cấp thánh chủ đi. Diệp Phàm cười cười. Thánh thể đạt tới cấp thánh chủ, Mấy người hít sâu một hơi. Nếu là như vậy, các thánh chủ cũng không dám động thủ với hắn, cho dù biết hắn nắm giữ đinh vạn vật mẫu khí cùng tất nhiên sẽ kính nghi viễn chi. Một thánh thể cấp đại năng tuyệt đối có thể quét ngang các thánh chủ, không ai dám dây vào. Tới cảnh giới đó, người dám ra mặt ép hắn chỉ sợ không có mấy người. Bé là ẩn sĩ, cậu cậu ngươi cũng phải làm ẩn sĩ nha, không nên cán người nữa. Tiểu bé khẽ nhắc đại hắc cậu. Giờ phút này bọn họ đi tới một vùng dãy núi Tú Lệ, non xanh nước biết linh tuyền róc rách cổ một che trời rất thích hợp ẩn cư ngươi không tham gia sự kiện giao trì sao người nên tới đều sắp tới đủ sắp bắt đầu rồi đúng vậy nếu không đi thật sự là một tiếc núi đám người liễu khấu noi nếu ta đi hơn phân nữa sẽ có thánh chủ ra tay với ta làm thịt nhiều người như vậy đều là cao thủ của đại giáo vô thượng, năm vị nửa bước đại năng hai gà thánh tử diệp phàm cười nói lộ ra hàm răng trắng ngà mấy người đều nở nụ cười nếu dịp phàm muốn đi tham gia sự kiện giao trì tuyệt đối sẽ gây ra đại chiến liên tục nói không chừng lại xử lý một hai gã thánh tử đáng tiếc không được ăn bàn đào của vương mẫu đại hắc cẩu tiếc núi dịp phàm muốn ẩn cư ở đây đám người lý hắc thủy chuẩn bị cáo từ bọn họ sẽ theo trường bối đi dự sự kiện giao trì cao nhân các nơi thiên hạ đều tới bọn họ muốn đi tăng thêm kiến thức cùng ngày một bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên tới chơi xuất hiện trong vùng dãy núi này áo trắng phấp với không nhiễm một hạt bụi trần. Giống như quảng hàng tiên tử bay tới, không ăn khói lửa nhân gian. Bọn họ không nghĩ tới giao trì thánh nữ tới mà lại tìm được đến nơi này, tự mình tới mời dịp phàm rời núi. Ngươi cứ việc yên tâm, sau khi tiến vào giao trì không ai dám thương ngươi. Giao trì ta chắn chắn bảo vệ ngươi chu toàn. Thanh âm của giao trì thánh nữ êm tai như tiếng trời. Ngoài dịp phàm ra những người khác đều không nhìn thấy chán dung nàng, bị sương mù mông lung lượng lờ, siêu ừng thoát tục, nhanh nhẹn như tiên có bàn đào để ăn không đại hắc cẩu lè cái lưỡi to hỏi quả trong vườn bàn đào đã chín người tham dự đều sẽ được dùng giao trì thánh nữ mỉm cười ta không nói đến những linh đào đó ý ta là gốc cổ thụ bàn đào chân chính hẳn là đã ra quả rồi hả ánh mắt đại hắc cẩu nóng bỏng giao trì thánh nữ trong lòng chấn động cũng không biểu lộ điều gì nhìn về phía dịp phàm nói dịp huynh bất kể như thế nào huynh nhất định phải đi giao trì một chuyến nàng chán thành mời thế gia nguyên thuật cổ dòng tộc nguyên vương lánh đời đều được mời tới giao trì thạch vương mà tây vương mẫu để lại kỳ thạch nguyên thiên sư để lại đều đã sắp không phong được cần nguyên thuật tuyệt đỉnh phong tấm làm sao ngươi tìm được nơi này vẫn xin diệp huynh thứ lỗi lúc ấy sợ ngươi không phó ước bởi vậy để lại một sợi ấn ký ở trên thiệp mời để có thể tìm được ngươi giao trì thánh nữ biểu đạt xin lỗi tiểu diệp tử đi thôi lần này không có vấn đề chúng ta cùng tham dự sự kiện giao trì Lý Hắc Thủy nói. Cuối cùng Diệp Phàm bước trên con đường đi giao trì, đồng hành cùng bọn họ, do giao trì thánh nữ đích thân bồi tiếp. Giao trì tịnh thổ sương mù lượng lờ, cảnh sắc tú lệ như một vùng đất tiên. Hiện giờ cao thủ các nơi thiên hạ đều cấp tốc phó hội, sớm đến đông đủ, là một tràng thịnh hội danh phó kỳ thực. Không nói những nhân vật tuyệt đại thành danh đã lâu, chỉ riêng thế hệ trẻ tuổi cùng đã là đội hình cường đại. Diêu quan thánh tử, thần vương thể cơ gia, tử phủ thánh nữ. Các thánh tử cùng thánh nữ thế hệ trẻ tuổi đông hoang gần như đều đến đông đủ. Ngoài ra còn có những thiếu niên nhân kiệt như Trung Châu Vương Trùng Tiêu, Diệp Tuệ Linh, Song Tử Vương, Vũ Hóa Vương, có thể nói là quần anh hội tụ. Thánh thể tới. Diệp Phàm vừa xuất hiện lập tức gây nên chấn động. Một đêm chém giết rất nhiều cường giả, giết chết hai vị thánh tử mà hắn còn dám tới tham gia sự kiện giao trì. Rất nhiều người đều rất giật mình. Gần đây Diệp Phàm gây ra phong vân không cùng, tuyệt đối là nhân vật tiêu điểm trong miệng mọi người hắn xuất hiện tự nhiên gây nên một trận phong ba. Giao trì thánh nữ tự mình đi đón mới mời hắn đến nơi này, mặt mũi thật đúng là không nhỏ. Một người trẻ tuổi của thế gia nguyên thuật cổ không âm không dương nói. Lần này sự kiện giao trì sẽ không bình tĩnh. Tiểu diệp tử ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Hắc Thủy nhắc nhở. Cùng ngày bọn họ tới, trong giao trì tiên địa truyền đến tiếng sấm rền chấp giật, có cao thủ tuyệt thế truy kích một đạo kim quan. Đấu chiến thánh viên. Diệp phàm ngẩn người. Con khỉ này chạy tới bàn đào trộn tiên đào. Có người hô quát. Lần này cùng thật không yên tĩnh, chẳng lẽ trong thạch vương có thứ gì đó không tầm thường sao, ngay cả đấu chiến thánh viên đều tới. Diệp Phàm lẩm bẩm. Sự kiện giao trì thật sự rất long trọng, còn chưa mở mà vùng đất lành này đã có rất nhiều kỳ nhân vào ở, cao thủ các nơi thiên hạ hội tụ. Diêu quan thánh tử, thần vương thể, kim xích tiêu, song tử vương, tử phủ thánh nữ, giao trì thánh nữ cùng Diệp Phàm trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người. Không hề nghi ngờ, những người này là cao thủ trẻ tuổi cường đại nhất hiện nay, tụ tập một chỗ hơn phân nửa sẽ tóe ra một chút đống lửa. Ngoài ra nguyên thuật so tài khẳng định chính là một điểm sáng nhất, thế gia nguyên thuật cổ xưa nhất đều tới, không thể thiểu tranh hơn thua. Tất cả mọi người đều chờ mong. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.